Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Audio Hanh Nguyễn xin trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay Hanh Nguyễn sẽ giới thiệu đến tất cả các bác một dòng loa có rất lâu rồi, tức là có từ năm ngoái và năm nay tiếp tục vẫn hot và nóng trên thị trường Việt Nam. Đó là dòng loa B3 ZS212 ba la mã. Thì đây là dòng loa B3 mà tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em trên toàn quốc của Việt Nam mình lúc nào săn tìm kiếm B3. Thì các bác biết đến là cái thương hiệu B3 bãi là một dòng loa B3 của hãng B3 sản xuất, rồi qua người ở nước ngoài sử dụng, sau đó người ta bỏ ra và chuyển về Việt Nam thì gọi là B3 hàng bãi, tức là do hãng B3 sản xuất. B3 có nguồn gốc xuất xứ và công nghệ là của Đức. Thì năm nay Thanh Nguyễn sẽ hướng tới dòng loa B3 mới tinh, nhập khẩu nguyên thùng nguyên hộp từ công ty B3, tức là hàng chính hãng. B3 thì các biết là hiện nay thị trường Việt Nam có rất nhiều dòng B3, ví dụ B3 nói là B3 loại 1, loại 2, loại 3. Loại 1, loại 2, loại 3 thì đó là B3 do các công ty tư nhân sản xuất, tức là các công ty tư nhân sản xuất hoặc là một số anh em dựng loa thì gọi là B3 loại 1, loại 2, loại 3. Riêng về hàng hãng, nói về hàng hãng thì không có loại 1, không có loại 2 mà không có loại 3. Nó chỉ có một hàng duy nhất và khác ở model. Ví dụ B3 ZS212 ba la mã hoặc là B3 ZS212 không la mã hoặc là X12Y vân vân. Tức là chỉ có một hàng duy nhất thì đó là gọi hàng công ty. Hàng công ty là hàng được công ty có B3 sản xuất và được cấp giấy ủy quyền cũng như là thương hiệu của thế giới thì đó gọi là hàng công ty. Tức là đã thương hiệu sẽ thương hiệu, ví dụ hãng Sony. Sony là của Sony, Samsung của Samsung và Nokia là của Nokia hoặc là Toshiba vân vân. Thì người ta chỉ sản xuất ra từng model theo từng thời điểm một, không có loại 1, loại 2, loại 3. Loại 1, loại 2, loại 3 thì đó là chỉ là những hàng chất lượng cao do một công ty nào đó đứng lên sản xuất hoặc là một cơ sở nào đó sản xuất thì gọi là 1, 2, loại 3. Nhưng mà hàng công ty chỉ có một loại duy nhất. Thì hôm nay anh Nguyễn cung cấp đến tất cả các bác, anh chị những dòng B3 ZS212 chính hãng mới tinh, nhập khẩu nguyên thùng nguyên hộp. Thì những dòng mà B3 các bác mua dòng B3 ấy, giá nó cũng hơn chục triệu mà đã dùng rồi, tức là người ta dùng chán rồi, người ta bỏ ra ngoài thì các bác bỏ đồng tiền rất là nhiều, hơn chục triệu, cũng không rẻ hơn lo mới. Thì nay anh Nguyễn sẽ nhập trực tiếp ở công ty B3, do công ty B3 sản xuất hàng công ty. Thì các bác không lo nghĩ là đến thùng vỏ rồi côn hay là từ hay là màng hay nhận vân vân, không lo cái lỗi nữa. Bây giờ anh Nguyễn sẽ khui hộp một chiếc loa B3. Xin mời kỹ thuật mở hộp cái, mở cái chiếc loa cái. Là trước nhập về những dòng B3 bãi thì chỉ có đóng gói thôi, đóng gói quấn tròn thôi. Đây anh sẽ mở trực tiếp, mở khui hộp ra và cùng quan sát. Đây là dòng B3 của hãng luôn. Thì cái dòng B3 của hãng này em sẽ có khoảng 5 bài đánh giá chi tiết. Hôm nay em chỉ khui hộp thôi để giới thiệu cái sản phẩm mà em mới nhập về. Đầu tiên nó là một miếng xốp đúng không? Rất là dày vào này. Đấy, rất là dày. Bên trong mở ra xem này, sắp đồ này. Đầu tiên em nhìn thấy là tặng một cái rắc lưu trích. Đấy. Mặt tiếp ra. Rất là hồi hộp đấy nhá. Lần đầu tiên được khai hộp một chiếc B3 mới tinh, nguyên thùng hộp. Em mở xem nào. Mở hết này. Thứ nhất là một rắc lưu trích này. Thứ hai là cái này cái gì nhỉ? Cái này là tem bảo hành của hãng B3. Đây là B3 ZS212 ba la mã. Cái mã hiệu là A101. Sản xuất ngày tháng 5 năm 2018. Đây rất là mới luôn nhé, của hãng B3. Là không hãi cả, không loa. Đây là dấu đóng này, kiểm duyệt. Và đây chính là táp lô giấy bảo hành, chính là bảo hành của hãng B3. Là hàng hãng luôn nhé, không loa gì cả. Loại 1, nó không có loại 1. Không ai nói loại 1, loại 2, loại 3. Đối với dòng B3 chỉ có một duy nhất model. Đây là dòng, ví dụ dòng ZS212 ba la mã này chỉ có một dòng. Đấy. Có thể ra phiên bản khác thì người ta lại thêm một cái la mã khác hoặc lên một cái model khác.
Đây toàn bộ thông tin. Đây chính là mã vạch các nhá. Đây chính là mã vạch của 13. Chắc chắn là sẽ có mã vạch. Đấy. Đây là các thông tin về 13 chính hãng. Chứ không phải là 13. Cái này có thể dùng chiếc 3 chân. Rất là nhiều con tay. Đây là tam đô. Cái này em sẽ giới thiệu qua một chút, lúc này vào cái túi. Tiếp tục rồi em nhé. Cho cái đôi 33 ra khỏi cái thùng này. Thùng rất là dày đấy. Để cái chạy luôn. Nhấc hẳn ra. Kỹ thuật đang tiến hành tháo dỡ. Để đây chính là thùng ấy nhá, thùng đó thì đều có tem B3 ZS212 212 35 mã. Các trọng lượng đây. Chiều cao, kích thước, cân nặng đều có trong vỏ hộp hết. Thấy bác nhỉ? Đều có toàn bộ trong các kích thước của dòng rõ ràng, các thông tin rõ ràng. Và rõ ràng. Tất cả đều rõ ràng hết. Rõ ràng của hãng B3. Đây chi tiết. Và tiếp theo em sẽ mở hộp ra, đây là dòng B3 có gân ở giữa. Đây là gân ở giữa này. Một thương hiệu B3. Dòng B3 gân đen. Bát 30. Check and titan. Đấy, đây phía ngoài. Phía mặt trước là một e căng lưới sắt của hãng B3. Và chính là thùng B3. Cái này em đã năm ngoái em đã cấp rất nhiều dòng B3 bãi trên thị trường. Và hai bên là cái móc châu xích ấy nhé. Châu xích tức là có thể là treo lên. Đánh phòng hát bằng xích treo lên. Đây là để treo xích này. Và sơn này sơn sần bóng rất là đẹp. Sơn đó nó đều là được khắc bằng chữ B3. Hai bên là hai tay sách. Hai bên hai tay sách. Và sau là móc xích. Tiếp này. Và bác nhìn thông tin của B3 đây. Đây là dòng B3 ZS212 35 mã. Thì dòng này đây chính là mã vạch với nhé. Mã vạch. Cái thông tin mã vạch đây. Và có tem màu vàng QC pass. Với dòng mà loại 1, loại 2, loại 3 đấy. Thì nó không bao giờ có tem vàng. Có thể là tem giấy với nhé. Đây là hàng chính hãng. Bởi vì trước khi mà dán cái này vào không phải đơn giản nhé. Phải được ủy quyền. Và thậm chí mà làm mà dán sai đúng cái tem vào có thể là. Mà người ta kiểm tra phát hiện ra có thể là phạt rất nặng. Cho nên là đây là chính của hãng B3. Dòng thương hiệu mà đang làm nóng, vẫn tiếp tục nóng trên thị trường Việt Nam. Chất âm của dòng này thì có rất nhiều anh em đánh giá rồi. Nó tiếng trống rất là ấm sâu, tiếng chất là sáng. Cái thông tin chi tiết vào này. Hỗ trợ hai giác lưu trích. Nó hoạt động ở giải tần từ 60Hz đến 16kHz. Đó là giải tần hoạt động. Còn công suất của nó là 250W. Độ nhận là 97dB. Độ trở 8 ohm. Và trọng lượng là 28kg. Và đây chính là trong quét của B3. Toàn bộ đường kính B3. Đây phía ngoài. Và tiếp này em nhập mấy số lượng không được nhiều lắm. Được có chục đôi B3 thôi. Và tiếp tục đăng nhập trên đường về. Thì đây là B3 em đã bóc ra em cho bác xem. Rất là nhiều B3. Với anh Nguyễn không nhập thì thôi, nhập rất là nhiều. Đây là B3 chính hãng thôi nhá. B3 chính hãng của công ty B3 sản xuất. Công ty B3 đó là một công ty mà do Đức người ta sáng lập lên và được ký hợp mà bản quyền với Trung Quốc, tức là làm trên đất Trung Quốc mà chính hãng của B3. Nó thì hiện nay thị trường có rất nhiều dòng B3 bởi vì B3 là dòng loa rất là nóng thị trường Việt Nam. Vì vậy rất nhiều anh em hoặc là bên Trung Quốc người ta đã làm những cái đôi B3 tức là giống B3 và gọi hàng nhái đấy. Nhưng B3 chính hãng nó chỉ có một loại, nó không có loại 1. Loại 2, loại 3. Đây đặc biệt B3 như vậy. Bác lưu ý như vậy. Đây là những cái sản phẩm mà anh Nguyễn nhập lô hàng đầu tiên về để cung cấp đến tất cả các bác, anh chị và các bạn. Thì cái lô sản phẩm này em sẽ báo giá đầu tiên cho các bác. Báo giá đầu tiên cho các bác. Đầu tiên nhé. Mà em sẽ khai trương. Đó là bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc là 15.600.000 đồng. Bao ship toàn quốc. Đấy nhé. 15.600.000 đồng tại thời điểm hiện nay.
Đấy, còn nếu sau này mà giá nó có thể xuống nữa, em tiếp tục xuống mà em báo là cái giá hiện tại là 15.600.000 đồng bao ship toàn quốc, thì bác có nhu cầu về dòng loa B3 ZS 212 Ba La Mã, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 4040. Thì đây là một dòng hàng chính hãng của B3. Em chào các bác và hẹn gặp lại.